Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Buổi tối ngày hôm nay ngày 15 tháng 7 em tiếp tục làm video test chiếc đầu đĩa của hãng Đờ Lông với model là DCD850 cho bác khách ở Hà Nội. Trước tiên em quay về phần ngoại hình, sau đó là phần nội thất của em nói cho các bác xem ngưỡng. Rồi tiếp tục là em sẽ test chất âm cũng như là mắt đọc của em này để cho bác thưởng thức. Chiếc đầu này được sản xuất năm 1990, nặng 4 kg và nó chạy hai con giải mã PCM56P. Đấy. Và nó ra chất âm là 20 bit, tiếng rất sáng, chi tiết, sạch sẽ. Đấy. Cơ là rất là vững chắc. Mặt phay nhôm được sơn đen các bác nhé. Size của nó là size chiều ngang của nó là 43, chiều cao của nó là 11 và chiều sâu của nó là 28 các bác ạ. Và đây em sẽ quay chi tiết phần ngoại thất và sắp em quay phần nội thất để cho các bác chiêm ngưỡng. Quãng đời lâu. Mặt nó không một vết chảy xước nào các bác nhé, rất là mới luôn. Giá chất âm 20 bit này. Model nó DCD850. Đây. Thì phần này nó hơi cấn sơn thôi nhé, chứ không phải móp nha các bạn nhé. Còn nó rất mới. Giá gì vẫn còn rất là sáng. Ra hai đường hà lốc, một tuyển không chỉnh ở đây có chỉnh được to nhỏ và đường cổng quang. Đấy, cổng quang ra đỏ này, hoạt động bình thường các bác nhé. Mới đây DCD850 điện 100V công suất tiêu thụ 10W, được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Quay cái phần bên đây, quay bên đây để cho bác xem. Hồi đây cũng thế, nó rất là mới. Đây, cái phần đắp lưng của em ở đây, đắp lưng ở đây có hơi chảy một chút này. Rồi còn đâu nó rất là đẹp, không bị cấn móp nhé. Đấy, không bị cấn móp gì cả. Sơn zin luôn. Xong em ở đây. Rất là mới nhá. Này nó hơi một tí góc của thôi này. Hơi một tí góc của thôi. Đây là phần nội thất của em nó. Cơ nó cực kỳ là vững chắc các bác ạ. Trông dung rất tốt. Đấy. Rất là mới. Đây, nó chạy hai con giải mã PCM56P đây. Một con, hai con. Đấy. Thì không để các bác chờ lâu. Em sẽ test chất âm của em nó cho các bác thưởng thức cũng như là mắt đọc em nó. Con này là không kén đĩa các bạn, đọc tốt. Các bác hãy đeo tai phone thì hôm nay em cho các bác thưởng thức một cái đĩa nhạc.
là cũng là cái đĩa nhạc gần như là đầu tiên của Như Quỳnh ấy. Đấy, nhận bài nhanh. Bài này văn đọc cực tốt rồi. Và chạy đĩa follow nhé. Xin các bác được dừng video test ở đây. Trước đầu đĩa này em bán với giá là 1,5 triệu đồng các bác nhá. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ mua sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi cũng như là like share kênh YouTube của em, cho được nhiều anh em yêu audio trên mọi miền tổ quốc được biết đến.
em cũng cố gắng để chọn lựa những sản phẩm tốt nhất đấy, và giá thành tốt nhất để cho các bác sử dụng. Em xin chào và tạm biệt các bác.